Chịu xua, bố bố nói khá ngay nên này cừu còn hai pi về thi muôi để tới tuần nâng ca che đại nâng phẩm pi đồ hát đó mình bắt phơi phẩm ăn về thi che nè tập tập mở video bọc ok ok được cái gì em pi tiếp che đại nâng phẩm pi chà nhưng pi ta che đại nâng phẩm pi crop lê chấm nôn để cái oi nó vô ta che nâng phẩm pi sơn non sơn che đồng bay che đại nâng phẩm pi bọn tôi che sụt mì lê sơn chân mì phẩm pi bọn che nào đó nè mì lê nè nè pram pi mà đam pram pi pi đam đập buôn đập hay mà hay cùng bay sam pram xe pi đi tam mê đây để cứu oi là hồn đó chặt sập tai bập ôn trong số bật tó cũng đừng đập mùi chân bùng pel đập mùi đón chặt sập pram pi nè nhà ta này ai số to là hô tiếp mà trong đừng thật anh em pram pi té dương số tè pi mê mùi đam mê đập bà nơi chân như ban bập phần năng hết chưa cần lướt sầm rắp nhưng vô từ chạy đại đồ hà dân mà trong chạy đại đồ hát này cứ miên u thòi mười này để đạt thá tao chùm luôn là khá chi chùm luôn chạy đại năng pram pi nè kê miên thường luôn ôi đưa chưa pet muốn mà rồi bay pi phân bay rồi pet sập rằm pi mà rồi pram pi pi rồi pet sập rằm pi cao rằm bay cao muối mà rồi đập pram mà rồi sam sập bay mình chắc những u thọ ti muối nè mà một pet muốn mình chắc lúc pet này cứ vô pet muốn một đát tao không biết bà cốt chia vô pet pet muốn một chạy cái màn thi mày nè tay này cứ gọi tao này phơi té ôi xả bò màn thi của hàng xả mười chỉ biết ti muối phaon trầu vô lấy thằng mục tục tròn hơi vô lấy cái tôi ta mặc tông tê ta cuốn đường pram chân cứ tụ ở mục của bầy hỡi rồi hỡi này cứ dục bốn con đường pram chân con pram đó mà phơi rúi này tao nghe dục lại để con rúi tao cột bột lại một bình chân thì mẹ thì bầy trong cõi cứ dục pram bầy bột nhưng mà phơi chân khi mà phơi pram bầy chân còn pel mà đó mà pel bột đó phơi bầy chân đại lấy đi đại nhân pram pi cả nè chân lấy đại nhân pram pi mùi hỡi rồi hỡi đại nhân pram pi rồi bầy chân rồi bầy nhưng bắt tay lấy mặt toàn té rồi bầy nó bị mục cứ liệt đọt chân này cứ tốt nè tụt lịch đập sẵn rúi vô lê cái túi cứ lịch bởi cuốn đường pram bay pram đó đập pram bàn tập mốt vô lịch đập bột chùm mùi nâng đập pram bán mà phải pram nè mà phải pram của anh hôm không thể bên mê lịch thì mày nói vì mùi đập đập cứ ở bên mê lịch vụ cuốn đường pram thì chân ở đại thì chân lịch ní che chó ở đại nè lịch mùi tiết vì phân bay rồi phải tập pram pì chân phụ định mình để vô lệch rồi mặc toàn tục sớm vô lệch mục tục pi rồi xam sập rằm bấy hơi vô lệch má trả lệch rằm pi còn đừng pram pram rằm pi đó xam pram rồi ôn vô à lệch pi rồi xam sập rằm bấy nít bộ đừng xam sập rằm chân hậu chẹt chân bàn xa máu pi rồi chết sập bấy tay để xa lệch đi việc khu chân của hụt của nó nhưng trong phương vật to nhưng cho bạn đừng vật to chưa vô lên đi một bật to thì chân tôi bật hay bật sớm rồi bố chú mùi lên cái túi cứ lịch bới con nâng tràm chân vô bật hay bật bố nâng đọc tràm bay tràm đọc tràm tớ bán sám xé xe tì nì mà phụ quân lấy bỏ dương hết cứ lên cái trẻ đầy tầm mùi thiết rồi tràm nó biết rồi tràm nhưng các bạn này nó tục lịch đọc hơi vô lên cái túi tràm con nâng tràm chân đọc bố nâng bật hay tràm bán mán mà bật nó phải tràm bụt đọc bán sám sập tràm dạ đầy sàm trắng đáy lên trầm pì chân lên ít đáy đè chân lên đi thấy ít đáy hơi lên ít cộng đáy rồi trầm cho nên mình học hơi trầm với bốn mình lấy cái túi cứ cùng bé con mình trầm ba là phải với bốn sàm trắng họ họ bởi chân đáy đè nát được nếp chân lên ít đáy chân lại cứ dùng mùi tiền và chân lên từ con nếp này cứ đô tam thì đồ hai nó chân xa là bò tìm tật cho mình này cứ đô đôi bè và mang thí chạy chia đài chén chạy mà thì chạy nè ba mà đong ba bảy đã phát xong mỗi tỷ lệ bốn bán và tỷ đong đó là buồn cha nó xấu xấu xồn mà rồi bảy chạy nên trăm pi đã để cắt pi tuống ba mà đó ba đập đập ba là xấu bảy tỷ lệ bảy bán sam bảy chén thuốc của nơi sam bảy không biết vùng ba là miền này chén chạy đại tỷ cho nên bạn chạy nhất là chạy đại tỷ mỗi tiết trong cái rồi pi bảy trăm pi nít chạy nên trăm pi dừng thả lệnh đại mày nó chân tập bị bay đó mà phải mùi cho mà phải bay động phải mất một sào pi lệ mày chó bán buồn đỏ phải mấy đá số cái lệ mà phải chó trong cái đó cứ ban mặt đỏ chân sao đau sáu sào sù cha chân những chạy tập bay mới cái đằng này mày nhé chân những ai vô cao su một kinh tập thêm thì cả bàn tập chân là nó video ban này cứ bị chọc hai tay là sào mùi pi bay buồn này đây từng bay buồn nhé từng buồn làm hạt nhé này cứ tụ ở bụng và hơi nó tét thôi chỉ cái cà tiền chào quân sắp gặp ca tạm đàn video vì thi chạy đạch nâng trăm pì.